Quý vị sáng nay đã diễn ra diễn đàn trực tuyến phát triển đô thị Đà Nẵng lần thứ 10 đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Yokohama. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc diễn đàn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam khẳng định, thời gian qua, sự hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Yokohama luôn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là về chương trình hợp tác kỹ thuật về phát triển bền vững giữa hai thành phố, được xem là một trong những hợp tác song phương rất thành công. Thành phố Đà Nẵng luôn trân trọng sự hỗ trợ hợp tác của thành phố Yokohama và mong muốn hai thành phố sẽ tiếp tục có thêm nhiều sự hợp tác, triển khai thêm nhiều dự án hiệu quả thời gian đến tại diễn đàn lần này thành phố đà nẵng và thành phố hướng yokohama tập trung trao đổi thảo luận định hướng thực hiện năm dự án thúc đẩy phân loại và tái chế rác thải tại nguồn nghiên cứu tiền khả thi về phát triển thành phố hướng thông minh tại đà nẵng quản lý nước thải công nghiệp đà nẵng cải thiện việc tiết kiệm năng lượng cho người dân thành phố hướng đà nẵng hỗ trợ phát triển kế hoạch hành động biến đổi khí hậu địa phương và các dự án công nghệ carbon thấp của đà nẵng